Dù bạn là trẻ hay là già, thì 9 giờ trước khi đi ngủ, bạn đừng bỏ lỡ bài tập yoga trị liệu tuyệt vời này nhé. Bài tập này không những giúp cho chúng ta ngủ ngon và sâu giấc hơn, còn giúp cho chúng ta phòng ngừa bệnh lý cơ xương khớp. Và không những còn giúp cho chúng ta trẻ hóa nội tạng của chúng ta mỗi ngày. Và các bạn có đồng ý với Uẩn là khi cơ thể chúng ta càng trẻ hóa, càng linh hoạt, thì chúng ta càng ngủ ngon và sâu giấc hơn không? Và bây giờ Uẩn hướng dẫn các bạn cùng tập theo bài tập này. Các bạn có thể ngồi vào cái giường của mình ha, không nhất thiết phải ngồi trên thảm giống Uẩn, ngồi trên phòng giường ngủ của mình ha. Và bây giờ hai tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, chúng ta ngồi xếp bằng thoải mái ha, hít sâu vào. Rồi tay phải của chúng ta đưa vòng ra sau lưng. Mục đích chúng ta đưa tay phải vòng ra sau lưng làm gì ạ? Để cho lưng của chúng ta thẳng lên. Tay trái của chúng ta vòng ra phía sau nắm lấy bả vai của mình. Rồi từ cằm của mình hướng sang bên phải. Hít sâu. Rồi mở khuỷu tay trái ra phía sau, đẩy lồng ngực căng lên. Đúng rồi, đánh khuỷu tay ra phía sau. Rồi mở lòng tay. Rồi từ từ hạ xuống. Rất căng nha. Rồi hạ xuống, thở ra. Và bài tập này giúp cho chúng ta kéo căng toàn bộ phần ngực, linh hoạt khớp vai. Những bạn nào mà đau vai và đau tê tay, chúng ta tập bài này cảm thấy nhẹ tay, tay mình sẽ không bị đau và bị tê nha. Và khi cổ chúng ta xoay sang bên phải như vậy thì cái phần cổ chúng ta sẽ linh hoạt hơn, máu nó sẽ lưu thông hơn. Và chúng ta tập động tác này từ 6 tới 9 lần và chúng ta đổi bên. Và tiếp tục chúng ta tập động tác số 2. Chúng ta đưa hai tay ha, đang ra phía sau lưng. Rồi chậm rãi ha, đang lại. Rồi mình đưa sang eo bên phải. Khuỷu tay phải mình khép lại. Rồi từ từ mình nghiêng đầu sang phải. Bài tập này ha, giúp cho chúng ta kéo căng toàn bộ phần cổ vai gáy bên trái và phần vai bên trái, giúp cho máu chúng ta lưu thông. Và chúng ta giữ ở đây. Hít sâu vào. Và chúng ta có thể giữ đây 5 nhịp. Và rồi chúng ta sẽ đổi bên sang bên phải. Và động tác này chúng ta lặp đi lặp lại 6 tới 8 lần. Ok, và tiếp tục bài tập số 2. Ổn xoay người lại. Hai tay của mình đưa ra sau, đan lại với nhau. Rồi xoay vai, đánh thẳng tay ra. Đẩy lồng ngực, chúng ta xoay vai, đẩy lồng ngực. Hai tay chúng ta chạm vào sàn. Xoay vai, đẩy lồng ngực lên. Hít sâu. Bài tập này ha, giúp chúng ta mở vai, đẩy lồng ngực, nè, kéo giãn toàn bộ phần ngực của mình. Hít sâu vào. Nâng cằm nhẹ lên. Rồi chậm rãi gập người về trước, thở ra. Ai tốt thì chúng ta chạm trán ha. Tay của mình nâng vai cao lên ha. Đúng rồi, bài tập này giúp chúng ta linh hoạt khớp vai, là kéo giãn toàn bộ lưng sau của mình. Rồi, và chúng ta thực hiện bài tập này cũng từ 6 tới 8 lần. Và chúng ta giữ như vậy ha. Và chúng ta chuyển sang bài tập số 4. Và bài tập số 4, chúng ta mở chân rộng sang bên phải. Chân trái chúng ta mở như vậy ha. Rồi, chúng ta ha, nâng tay trái lên, các bạn nâng tay trái lên. Rướn toàn bộ lưng ha, thẳng lưng của mình lên. Rồi nghiêng sang phải. Rồi chúng ta xoay vai, cầm hướng tay vai trái ha. Giúp bài này tập gì? Giúp cho chúng ta kéo căng toàn bộ cơ liên sườn bên trái. Nghiêng sang phải. Đúng rồi, tay phải ta để dưới. Rồi nâng lên hít vào. Rồi vặn người sang trái nè, tay trái chúng ta đặt ra phía sau. Rồi chống tay trái, ký đầu gối trái của mình lên. Rồi nâng người lên, tay phải của mình ha, áp sát tay. Duỗi thẳng chân phải của mình ra, kéo dạng ha, toàn bộ từ mũi chân, hông, ngực tới tay của mình. Rồi chậm rãi hạ xuống. Rồi nâng hai tay của mình lên. Rồi gặp người về phía trước nè. Hai tay chạm sàn, bò hai tay về trước, hạ quỳ tay xuống. Bụng áp sát vào. Thở ra. Và bài tập này ha, giúp cho chúng ta kéo căng toàn bộ cái phần ngực, vai, tay ha. Và những bạn nào ngồi lâu, nó sẽ giúp chúng ta linh hoạt khớp háng, kéo giãn phần khớp háng của mình ra, giúp cho mình giảm đau thần kinh tọa ha. Và chúng ta thực hiện bài động tác này cũng từ 6 tới 9 lần. Và chúng ta đổi bên ha, nhớ chúng ta đổi bên sang bên trái, làm y hệt và thực hiện như vậy ha. Ok, và các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới và chia sẻ về cảm nhận về bài tập này nhé. Nếu video hữu ích, tôi sẽ chia sẻ thêm nhiều bài tập tiếp theo.